Em ơi, cái trung tâm thương mại chợ dầu là nó nằm ở phía nào nhỉ? Trung tâm thương mại chợ dầu. Ờ, đây phía anh ạ. À thế à, đi xuống đây bao lâu, bao xa nữa? 3-400 mét. 3-400 mét. Anh đi đông đông ở chợ anh hỏi đấy. Vâng. Rồi anh cảm ơn nhé. Bên Từ Sơn này đường rộng nhỉ? Toàn đường kiểu dạng như là đường cao tốc. Mình với cả Thắng thì đang đi đến một đại lý bán trâu. Bởi vì là mình sắp tới chắc là mình cũng sẽ bán thêm mặt hàng về liên quan đến trâu các bạn ạ. Thì nghe nói trên Từ Sơn này có nơi người ta tập trung, người ta bán trâu khá là nhiều. Thì lên đây luôn tiện trong cái quá trình này đi thì cũng chia sẻ đến các bạn luôn cái hành trình của mình. Đây, chơi vào đây. Sướng quá nhờ, bà chủ bán là hàng vừa có võng lại vừa có chăn thế này. Với phục khách thì đâm ra được. Ngồi bán hàng đây thì cũng lạnh quá chị nhở? Bình thường. Nhưng hôm nay là bình thường còn thôi. Chị ơi, ở đường Lê Quang Đạo này như có dãy bán thịt trâu đúng không? Vâng. Đó ở đoạn nào chị nhở? Quên chị nhớ. Ở đây có nhiều quán bán thịt trâu tươi không nhỉ? Mình bán thì mình mua. Em mua mà? Tầm 2 quán. 2 quán à? Trên đó là 100 mét. Đó là cái gì quên. Đi lên trên đấy. Chú gọi cháu trà loãng loãng đấy. Trà loãng đấy. Mình với cả Thắng thì hôm nay lên trên này bởi vì là mình cũng đang muốn tìm một cái chỗ nơi phân phối thịt trâu á. Thì YouTube thì mình kiếm, nói chung là mình phải phân bán thêm một cái gì đấy thì nó mới đủ được, sống được để muốn duy trì cái nghề này. Bây giờ mình đang muốn là bán thịt trâu thì hôm nay là theo nhiều người bảo thì cũng lên trên Từ Sơn này để mua cái thịt trâu ấy. Nghe nói là trên này thì cũng có người ta bán thịt trâu nhiều thì mình lên đây hôm nay mình cũng tham quan luôn xem cái quán ở trên này nó như thế nào. Đấy thì chỗ này thì cũng đang đi hỏi đường. Chắc là tí nữa mình sẽ đi lui lên trên phía trên thôi bởi vì người ta bảo là trung tâm thương mại thì nó nằm ở trên đấy. Ở khoảng đấy thì có các cái quầy bán thịt trâu. Chị ơi cho em hỏi là em thấy là có cái gian hàng bán trâu tươi ở đây là nằm chỗ nào? Cái chỗ điện có cái biển đấy thì ạ. À vâng. Vâng. Ở đây ngoài cái chỗ đấy thì còn chỗ nào không chị? Nhiều á. Đầu kia cũng có luôn à? Chỗ nào là nhiều nhất ạ? À? Chỗ nào bán mạnh nhất ạ? À? Chỗ này là bên này là trâu giật. Bên này là trâu giật là trâu tươi thì chị? Trâu tươi hết chiều mang bán luôn. À mổ ra cái là bán luôn ạ? À? Vâng thì em cảm ơn nhé. Thế là bên này thì tươi hơn. Đối với một số địa phương, thịt trâu là món ăn khoái khẩu phổ biến hàng ngày của người dân. Tuy nhiên ở Hà Nội, sự xuất hiện của loại thịt này có phần hạn chế hơn. Trong hành trình tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm chất lượng, Hà Nội Food xin chia sẻ một số hình ảnh thú vị về một buổi bán hàng đông đúc tại một quầy hàng trâu tươi ven đường. Em ơi, đúng 1 cân hay cân 2 là 300? Vâng, đúng 1 cân thôi. Đúng 1 cân gì? 2 cân 2 là 200. Cái đến 200. À, quên 1.020.000. Có ạ. Ở đây có Thái em mang xuống dưới cô cuối cùng 120. Cân cho em 2 cân này Phương ơi. Ừ. Lên 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 lên. Mua 500 đi 2 cân đi. Thôi hết tiền. Hơn 1 tí cũng được nhanh nhá. 2 cân cho em. Đây 400 rồi à? Cân cho 2 cân này, cân 2 vừa đi. Cứ cắt đi, cứ cắt đi, cứ cắt làm đây. Cân mà. Em mới trả 2 cân mà. Sẽ có mày để im. Ôi khổ quá đâu. Cổ con chờ cô. Chị ơi. Khách đặt 5 cân đây chị đang làm đây. 13 cân đấy. Ồ thế làm gì đủ em? Lấy được bao nhiêu? Làm ra to thì em ơi, ăn cả đi 430 em ạ, à, không nhiều đâu. Ừ. Sáng mai hoặc là tối nay xong thì để chuyển hết về nhà máy nhé. Chị không lấy cũng được, em chả lấy, chả chưa lên, chưa thấy có ra. Chị ơi, cho em ít tương. Đây này, Giang này thiếu gì ở Giang? Nào, Giang cứ kêu ầm lên. 2 cân đi, 2 cân thừa rồi. 400 được. 430. Ừ, 430. Cho em mấy gói thương nhé. Trong cái túi 5 cân đấy chị Phương Thanh ơi. Giang thì thấy... Chị ơi, em đã lại mời nhà. Em đang làm hàng đặc biệt 50 cân đấy chị ạ. Có. Ừ. Giang ơi, chờ một chút để cho bạn này nốt vì bạn ấy đợi lâu rồi.
Hôm nay nhà mày có việc à? Này ơi, đây phải đi xoài đây. À đấy à? Ừ. Nó đi. Vâng, chị cứ đợi 1 phút rồi. Ta sườn đúng không? Mới 5 cân sườn. 208 lạng thôi. Ba chỉ giải. 200 một cân ạ. Rồi 8 lạng đi bạn ơi. Đấy cho vào. Rồi 200 thải chi cho cô. Nào sườn con ơi, đưa cô cắt nè. Đây, đừng không cắt sườn nha, để khách 13 cân đấy. Ờ, thôi được rồi, cho thằng này đi. Đây, cả sườn cả thôi, đổi cho nó một tí thôi. Em làm cả lạng cho chị ăn ngon hơn. Đây ông ơi, 6 lạng. 6 lạng bao nhiêu rồi? 120. Vâng, giờ để cho vào túi này cho nó lịch sự. Bây giờ là ông ni lông. Hàng hiệu đây. Nào đây, Giang ơi, cân đi này. Đông khách quá chị nhở? Thì bán này bao nhiêu phút nữa thì hết chỗ này chị? Chị bán tầm 6 rưỡi em ơi. Chỗ này còn đủ để bán đến 6 rưỡi không? Chắc phải còn chuyến nữa chứ hả chị? Không, hôm nay là về một chuyến rồi, hai con về một chuyến rồi em. Cho em một cân cái này chị nhá. Cái phần này thì về làm món như thế nào thì ngon thì nhỉ? Cách chế biến thì em phải ra vào hỏi bạn áo trắng tư vấn. Ờ, bạn áo trắng chuyên gia tư vấn em ạ. Đấy chị cứ phần cho em một cân này nhá, nó không tí lợi là hết nhá. Dạ vâng. Em ơi chưa có người nhặt nhá. Ở đây đông quá các bạn ạ. Còn Châu bán xếp hàng luôn. Đây là lốt hả em? Ừ. Em chiên giòn nó lên à? Ừ, chiên giòn lên để ăn mấy món gì đấy? Dạ cái này là anh chị ăn kèm với lại cái món thịt trong trong vừng. Anh tỏ anh chiên luôn hả? Vâng ạ, cái này nó chiên này nó có độ thơm luôn anh. Ừ. Đây chắc là nước sốt để chấm trâu đúng không em? À cái này là nước sốt em tạo lên để mình sẽ hòa quyện với gia vị với thịt trâu. Ở đây là em đang chiên mấy món trâu đây? À em làm một món đấy nhá. Thơm hết nhỉ, mùi là lốt thơm nhỉ. Đây là món gì đấy em? Đây là món trâu nướng lá lốt này. À, xiên, trông, xiên nướng lá nốt. Cái này chắc là em cũng phải chiên lại nữa đúng không? Dạ vâng ạ, chiên lại cho tầm. Ừ. Ừ. Có cho vừng, giò đây rất là ngon. À ở đây có giò nữa. Ở đây là giò mình là bán như nào đấy hả em? Giò đây hiện tại mình đang có hai loại nhá. Một loại 220g, một loại 1 cân ạ. À thế à? Ờ thế em không bày ra đây bán à? À dạ vâng, cái sản phẩm đấy thì em sẽ bảo quản trong tủ lạnh. Ngoài thì trâu tươi nha em thì có các sản phẩm đồng gói. Ừ. Là bao gồm các sản phẩm như là trâu nướng lá lốt này. Thế là ở đây là em có mấy sản phẩm đấy? Trâu đây tại em là có 3 loại sản phẩm. Cái viên này là viên gì đấy? Đấy là mọc anh nhá. Đây là mọc viên này. Đây là món trong đường lá lốt. À cái này là chắc là mình phải quay lại đúng không? Vâng, cái món này quay trước khi sử dụng thì mình giã đông trước anh ạ. Cái này mình có thể chiên lò nướng không dầu. Ngoài ra có thể mình chiên cùng với dầu. Nhưng mà có một lưu ý là anh phải chiên cái dầu này. Khi mà chiên ngập dầu là thứ nhất, cái thứ hai là khi mà để dầu nó nóng ra thì mình sẽ thả nó vào mình chiên. Đây cái này là trong nướng cái này là trong mọc viên chị ạ. Vâng. Trâu mọc viên à? Cái này chị có thể về dùng ăn lẩu này hoặc nấu bữa sáng bún phở, ngoài ra có thể làm món mọc viên chiên. Cái này em bán như nào đấy? Hiện tại cái trong đường là lốp mà em đang bán là 150.000 một gói. 150.000 một gói á, cái này là mấy lạng đấy? Hiện tại là 320g ạ. 320g ạ. Đây là sản phẩm mà hiện tại công ty đang áp dụng là mua 1 tặng 1 đối với sản phẩm trong đường lá lốt. Mua 1 tặng 1 ạ. Tí nữa cho anh một cái này nhá. Dạ vâng ạ. Cho anh một gói này. Cái gói này là chị mua là mấy lạng đấy? Dạ này cũng là 250g anh nhá. Cũng là 250g à? Cái này là bao tiền em? Cái này là 83.000 một gói ạ. 83.000 một gói á? Có chương trình gì không? Hiện tại là bọn em chỉ có áp dụng với chương trình trong đường lá lốt ạ. Thế cho anh một gói này đi nhá. Dạ vâng. Cái này cũng là chiên lại trong ăn luôn. Cái này thì anh có thể chiên này hoặc là ăn lẩu rất là ngon. À. Nhưng mà nếu mà chiên lên thì ăn không này chấm mắm hả? À cái này mình có thể chấm với tương ớt đấy nhá. Chấm với tương ớt. Vâng. À. Tương chấm này hiện tại bọn em đang là được khách hàng đánh giá rất là cao. Cái tương này để em chấm chuyên cho những cái món trâu nhà mình hả? Ngoài ra anh có thể là chấm kèm với các loại rau khác cũng được. Thế là cái này về là cứ chấm luôn thôi đúng dạ không? Vâng. Trâu làm ra là cái này em bán sao? Cái này em đang bán giá 15.000 một chai ạ. 15.000 một chai à? Ờ thế thì tí nữa cho anh thêm một chai này về để anh làm anh chấm thêm cho cái này nhá. Giò trâu giật à? Đây là sản phẩm giò trâu giật. Em ơi, trâu này là nhà mình mổ vào cái khung giờ nào trong ngày? À dạ vâng, hiện tại bên công ty đang áp dụng với hai khung giờ nhất định. Buổi sáng thì hiện tại bên em đang bán ca từ 9:30 đến 12:00. Còn buổi chiều thì em bán từ 16:30 đến 19:30. Cái thời điểm mà em bán này thì trâu là mổ từ bao giờ rồi? Một bên em là có cái thịt trâu tươi 180 phút đấy. Đấy thì là từ khi mổ cũng như là đến mang về cho khách hàng sử dụng ấy, mất 30 phút này. Còn 150 phút là khách hàng sẽ mua thịt từ cửa hàng về đến nhà sơ chế tại nhà. Đây là tròn là 180 phút. À thế à? Nhưng mà tại sao lại định nghĩa là 180 phút hả em? Tại vì 180 phút đấy là trong cái khoảng thời gian mà cái thịt trâu nó vừa tươi và ngon nhất, nó giữ được cái giá trị dinh dưỡng tốt nhất của con trâu. Sau cái khoảng thời gian đấy thì cái chất lượng thịt trâu nó sẽ giảm đi rất là nhiều. À rồi, thế có nghĩa là anh mua về, cái thời điểm anh mua về là anh chỉ còn khoảng 150 phút để anh chế biến nó là ngon nhất thôi đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Thôi lấy hàng cho anh đi, lấy một cân mông. Rồi. Cô Phương ơi. Đây hai cái này thì anh cầm rồi em ơi. Cái này thì anh cầm cái này rồi nhá. Dạ vâng cái này. Cô
Phương ơi, cắt cho cháu một cân mông ngon nhá. Con phố à? Vâng. Đây mình sẽ mua mỗi thứ mình mang về ra để mình thử. Còn bên này có các sản phẩm chín đấy anh. Đại Lộc ơi, cái này nhìn hay phết, là cho anh mua cái một xiên đi. Dạ vâng, em phải nào đem tí ạ. Thôi tiện bởi vì cũng chẳng mấy khi thì mình mua thịt trâu. Dạ mình có bán buôn chị nhá. Dạ vâng ạ. Nhà mình đây cũng có bán buôn luôn em. Dạ vâng, có bán buôn. Thế à, bán buôn thì giá có rẻ hơn không hay? Dạ cái này thì tùy theo công ty ấy nhá. Thế là bán buôn thì cũng như bán lẻ hả? Dạ không, bán buôn thì giá sẽ có ưu đãi hơn anh ạ. À thế à? Vâng. Ừ. Đây là em vừa tẩm thêm cái nước sốt vào đúng không? Dạ vâng. Đây mình làm món gì đây? Đây tại mình đang làm món trâu cho vừng ấy ạ. Đây cho bột vào sau nó đấy, giòn. Thế là ra vừng lên là xong. Vừng là chiên. Thế chiên như thế thì vừng nó có bị cháy không? À cái này mình nó lại liên quan đến cái mình phải căn nhiệt độ của lửa anh ạ. Vâng. Thế cái thịt trâu này nó tươi có thể nó không cần chín hết đúng không em? Nó tái tái đúng không? Vâng, tái tái sẽ giữ được độ ngọt thôi. Nhưng mà với điều kiện là phải ăn luôn còn nóng. Ăn luôn, cái này là phải ăn luôn cơ. Cái này thì chiên trong thời gian bao lâu là xong ấy? Nó rất là nhanh thôi ạ, trong khoảng gần một. Cho thả vào mỡ sôi phát là xong luôn ấy nhỉ. Mình kiểm tra xem nó già hay chưa. Mình kiểm tra xem nhiệt độ nó đạt hay chưa. Còn ví dụ mà chiên già quá nó sẽ bị cháy vào bên ngoài rất là nhanh mà trong nó chưa kịp chín. Nhá, thế này là nó nổi tăm này là được rồi. Ok rồi. Vâng, anh vui lòng để em xíu nhá. Cái này là xào cưa còn cái kia để sốt vang. Cô làm vài xiên về dùng bữa tối cô nhá. Bán thử đây. Đây là cô mua lòng gì đấy? Châu. À lòng châu à? Ừ. Lòng châu xào dưa được ạ? Được. Châu xào dưa cô. Tưởng là sao? Cùng lần đầu tiên lên trên cái khu vực này tìm hiểu về châu. Hôm nay thì mình ra Từ Sơn này nhưng mà mai thì mình sẽ đi một nơi nữa mà mình đã tìm hiểu rồi. Chắc là mình sẽ lên Bắc Giang. Bởi vì Thắng thì là dân Bắc Giang mà. Và Thắng cũng là đầu bếp luôn. Nhưng mà trên đó thì Thắng sẽ giới thiệu cho mình một nhà hàng nổi tiếng nhất khu vực Bắc Giang mà làm về trâu ấy. Mình sẽ tìm hiểu cái sản phẩm ở đấy, nếu mà ngon thì mình sẽ bán về cho các bạn cái sản phẩm để các bạn có thể ăn được thường xuyên. Dạ, cái này anh coi chấm kèm với tương ấy nhá. Ok anh biết rồi. Cho anh mấy 1.030.000 hả? Ừ cho anh xin nhá. Rồi anh cảm ơn. Thịt trâu có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng bổ tỷ vị, mạnh gân cốt, ích huyết. Với đặc tính không mềm và hương vị rõ rệt như thịt bò, cùng với đặc tính có phần dai, chắc hơn thịt bò sau khi chế biến, nhưng về vị ngọt thì lại hơn hẳn. Với những đặc trưng này, thịt trâu lại trở thành một sự lựa chọn không thể thay thế trong bữa nhậu của những người chót lỡ yêu thích hương vị đặc trưng này. Đây, mình mua trâu buổi chiều đây, bây giờ mới về đây. Khi lên đấy là mình lên đấy mất khoảng tầm 30 cây nhỉ nhỉ? Đến 30 cây không? 3-40 cây gì đấy. Mình lên đấy mất 30 cây, sau đấy đi cao tốc về đây. Cái trâu này của người ta là người ta bán nó rất là tươi. Ở cái khu đấy là người ta bán là trâu giật các bạn ạ. Nhưng mà thực ra là khi mà mình hỏi, mình thấy người ta bảo là chỉ để trong khoảng 180 phút đầu ấy. Chân ngon đây. Bạn nào mà gần đấy thì mua nó ăn trong khoảng thời gian 180 phút đầu ăn nó sẽ rất là ngon. Còn đây mình về thì nó không kịp, chắc là nó cũng quá mất 180 phút rồi. Về nhà mấy anh em chế biến lẩu thôi. Thắng làm lẩu gì đây? Nhúng mẻ. Lẩu nhúng mẻ. Đây. Triển khai được coi. Ăn thử xem mà ăn này có ra gì không? Đây con ngồi bên này. Đây. Cứ phải dính với chồng cơ. Nhúng tay nó qua bắt đầu là nó trắng hết cái phần da này là mình ăn được. Bởi vì là trâu này nó rất là tươi. Mời các bạn nhá. Đúng rồi. Làm trang trượng này. Ăn thịt trâu ngon dã man các bạn ạ. So thì bò thì trâu nó gần như là cảm giác nó có cái độ giòn hơn khi nhai. Nhà giá thì trâu là người ta bán nó vẻ hơi cao. Cái mọc viên ăn nó cũng giòn nhỉ? Ăn nó không giống như là vực. Nó thơm hơn so với cả cái mọc thông thường mình ăn. Ăn nhai kỹ thì nó có cái độ ngọt của thịt trâu. Nó cũng khá đậm đà, không bị nhạt. Giò phía bên trong là chúng ta thấy là nó có hạt tiêu này. Vẫn hơi có một chút đỏ hồng. Giòn đúng không? Ăn giòn. Nó giòn chứ không phải là nó không bở thế nào, ăn rất là giòn, cắn vào nó kiểu ngập răng ấy. Nó không bị pha một chút nào bột mà nó 100% là thịt. Nào, em ra uống đi. Rồi. Cô đang làm chán không? Ngon quá. Nhờ cái này ngon nhất này. Phê. Thịt trâu này càng tươi càng ngon các bạn ạ. Người ta gọi là, các bạn nghe thuật ngữ là gọi là thịt trâu giật ấy. Thịt trâu giật ăn cực kỳ ngon luôn. Đấy là cái loại mà thịt mà khi mà người ta thái, người ta mổ trâu ra rồi thì nó vẫn còn cái gân nó vẫn còn giật.
Thôi có lẽ là mình dừng video ở đây các bạn nhé. Bạn nào mà có nhu cầu các bạn có thể là qua đấy để các bạn mua cũng được. Bởi vì thực ra đây là cái cuộc hành trình để mình đi tìm cái nơi phân phối thôi. Đây thì mình nghĩ rằng là châu nó rất là tươi rồi và gần như là cũng nổi tiếng quanh khu vực đấy. Còn trong những hành trình sắp tới thì mình cũng sẽ đi một vài cái khu vực khác nữa để mà mình tìm kiếm những món ăn về châu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá.